Đỉnh cao của người khéo giao tiếp là như thế nào? Đó chính là thao túng người khác trong vô thức. Ví dụ, khi đến nhà một người bạn làm khách, người bạn hỏi bạn, có muốn uống gì không? Hầu hết mọi người sẽ nói không. Nhưng nếu người bạn nói, nhà có trà đá và nước lọc, bạn uống loại nào? Thì hầu hết mọi người sẽ chọn hoặc là nước lọc hoặc là trà đá. Ban đầu bạn không muốn uống, nhưng tại sao với cách hỏi thứ hai, nó lại khiến bạn chọn một thứ để uống trong vô thức? Đây là cốt lõi của một dạng thao túng. Đặt người khác vào tình thế, do bạn làm chủ, và sau đó bạn sẽ đạt được mục tiêu tiềm thức của con người. Thường phản ứng một cách máy móc, ví dụ, bạn đang đi trên đường, bỗng có người nói, giúp tôi chụp một tấm ảnh được không? Và nói cảm ơn ngay sau đó, bạn sẽ không suy nghĩ mà nhận lấy chiếc máy ảnh. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, bạn lại không biết tại sao bạn lại nhận lời với việc giúp chụp ảnh. Điều quan trọng nhất của kiểu giao tiếp này là phải phá vỡ tư duy cố hữu của đối phương, để đối phương rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng, còn được gọi là điểm năng lượng thấp nhất. Nếu bạn cảm thấy bản thân mình giao tiếp kém cỏi, gặp người khác là ngồi im không biết nói gì, kinh doanh thì không chốt được đơn, làm suốt cả ngày mà vẫn không kiếm được nhiều, do bạn không biết gì về bản chất con người, tôi khuyên bạn nên đọc hai cuốn sách Đắc Nhân Tâm và Khéo Ăn Nói Được Thiên Hạ để thay đổi bản thân, nâng cao kỹ năng giao tiếp, giúp bạn vận dụng tốt nghệ thuật giao tiếp trong đối nhân xử thế. Đọc xong, chưa chắc giúp bạn giao tiếp khá lên được, nhưng nhất định nó sẽ là nền tảng giúp bạn giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Việc bạn cần làm sau khi đọc nó là thực hành ngay trong cuộc sống thường ngày của mình.